Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị theo dõi bản tin thời tiết nông vụ của kênh VTC14. Không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Ở phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa rải rác. Đêm nay và ngày mai, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Ở vịnh Bắc Bộ đêm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Còn tại các tỉnh miền Bắc, trong đêm nay sẽ chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa, tiếp tục tăng cường xuống phía Nam, sau có cường độ ổn định và suy yếu dần. Khoảng ngày 22, ngày 23, áp cao lạnh lục địa có khả năng sẽ tăng cường mạnh trở lại và chi phối thời tiết các khu vực trên. Riêng các tỉnh Bắc Bộ, 3 ngày cuối còn chịu ảnh hưởng kết hợp hội tụ gió trên mực 5.000m. Sau đây mời quý vị và bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Tại các tỉnh Tây Bắc, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 14 đến 17 độ, còn nhiệt độ cao nhất là từ 19 đến 22 độ. Riêng Điện Biên, Lai Châu là từ 24 cho đến 27 độ, độ ẩm là từ 70 đến 75%. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi là từ 11 đến 13 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 18 cho đến 21 độ, độ ẩm là từ 70 cho đến 80%. Khu vực đồng bằng sông Hồng trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 đến 18 độ, còn cao nhất là từ 18 đến 21 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, theo dự báo về tình hình sâu bệnh trong tuần này, thì tại các tỉnh miền Bắc, trên mạ, sâu đục thân 2 chấm, sâu non tiếp tục gây hại với tỷ lệ thấp và diện hẹp trên mạ chiêm. Dày nâu, dày lưng trắng, dày nâu nhỏ cũng gây hại ở mật độ thấp. Còn trên các cây vụ đông, sâu đục thân, dẹp, bệnh khô vằn, bệnh đốm lá tiếp tục gia tăng mức độ gây hại. Trên cây mía, bệnh trời cỏ, dẹp sơ trắng, bọ hung, bệnh thối ngọn tiếp tục phát sinh gây hại ở mức độ nhẹ đến trung bình. Ngoài ra, bệnh thán thư, khô cành, rỉ sắt trên cây cà phê, bệnh vàng lá, thối gốc rễ, tuyến trùng trên cây hồ tiêu cũng tiếp tục phát sinh gây hại mức độ nhẹ đến trung bình. Trước diễn biến phát triển của sâu bệnh, bà con trong khu vực cần chăm sóc và theo dõi mức độ phát sinh gây hại, các dịch hại để có biện pháp xử lý kịp thời và có hiệu quả. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cho khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế. Tại đây trời nhiều mây, ngày có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và dông, đêm có mưa, mưa rào rải rác, gió Bắc đến Tây Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, phía Nam là từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 19 đến 22 độ, phía Nam từ 23 cho đến 26 độ, độ ẩm là từ 80 cho đến 90%. Các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, phía Bắc trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, phía Nam mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 cho đến 28 độ, phía Nam là từ 29 đến 32 độ, độ ẩm là từ 70 đến 80%. Theo bà con, sau 2 năm thực hiện, chất lượng vườn cà phê tái canh ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị được đánh giá khá cao với năng suất đạt 2 tấn trên 1 hecta, bộ cành cân đối, tán cây khỏe, khả năng cho năng suất cao các vụ tiếp theo. Để thực hiện thành công kế hoạch tái canh cà phê, huyện đã trích ngân sách để hỗ trợ người dân mua cây giống, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho người dân vay vốn để mua phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phục vụ tái canh. Theo Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn huyện Hướng Hóa, để tái canh cây cà phê đạt hiệu quả, cần thực hiện các công đoạn theo quy trình nhất định. Khâu đầu tiên là phải cải tạo đất. Để cải tạo đất, cần nhổ hết các cây trong vườn cần tái canh, xử lý tàn dư như thân, cành lá, rễ của cây cũ, sau đó đào hố trồng không trùng với vị trí hố trồng trước, phơi hố khoảng 1 đến 2 tháng, rồi tiến hành phun thuốc khử nấm bệnh cho đất. Sau đó là tiến hành chọn cây giống có năng suất cao, có xuất xứ rõ ràng. Khi ươm, dùng bầu cỡ lớn để rễ cọc không chạm đáy bầu, rồi tiến hành trồng cây con khi cây có 4 cặp lá. Sau khi cây đã được trồng thì cần đầu tư chăm sóc bằng cách bón phân nhiều lần trong năm, đặc biệt chú tâm vào phân vi sinh, tăng cường sử dụng các chế phẩm diệt nấm, côn trùng tiềm ẩn trong đất để phòng ngừa. Chuyển sang thông tin thời tiết cho khu vực Tây Nguyên. Tại đây mây thay đổi, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 50 đến 60%. Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc đến Đông mạnh cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 cho đến 35 độ, độ ẩm là từ 50 đến 60%.
Bản tin dự báo thời tiết nông vụ của kênh VTC14 đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo của chúng tôi.